Anh là mấy cái đậu que của mình ươm nay thấy nó lớn lớn rồi, mình trồng được chưa? Anh nghĩ trồng được á, lúc này ấm rồi. Vậy mình đem ra mình trồng luôn hả? Ừ. Với mấy cái dưa hoàng kim của mình nữa. Dưa hoàng kim mà em trồng ở chỗ nào? Dưa hoàng kim tính trồng đây luôn mà anh nói chật quá, em đang suy nghĩ không biết trồng đâu. Trồng trong chậu được không? Trồng chậu nhưng mà bỏ đâu? À, hay là anh muốn làm cái vàng khác cho nó? Thôi. Chào các bạn, đây là một mớ đậu đũa các bạn. Mình ươm hôm nay nó cũng lớn lớn rồi, thì bữa nay thấy sạch chiếc ấm ấm, cho nên hai chồng mình ra trồng xuống đất luôn các bạn. Thì em dự định sẽ trồng gần cái đậu que luôn nè. Cái đậu đũa hả? Dạ, thì đậu đũa này hôm bữa ông xã mình mua cái hộp rồi về mình ươm. Mà nó có tới 3 màu lận á. Nó có màu đỏ hả? Màu đỏ, màu tím với lại cái bông bông. Mà không biết trồng ra trái không đây. Trồng chỗ này hết luôn. Hết luôn, thì chắc chưa cho vợ chồng đậu mỗi đứa cái 1-2 dây gì đó. Thì chỗ này là vàng đậu que thì phải trồng đậu que rồi. Là các bạn, đây là dưa hoàng kim mình ươm, nó bò nè. Coi nè, muốn có nụ luôn rồi. Thì bây giờ mình đem ra ngoài mình trồng luôn, nhưng mà chắc buổi tối phải ụp lại các bạn ha. Ừ. Tại trời cũng còn hơi lạnh. Dưa hoàng kim hả, nghe cái nó tên nó hay hay ha. Dưa hoàng kim này đó là của đại hàng, mình ăn thấy ngon mà mình thấy ta trồng cũng trái nhiều nên trồng thử không biết có trái không. Thôi trồng. Dạ. Em tính trồng đây mà anh không cho. Ngoài đó đâu có được, chật quá. Vậy thôi chắc trồng chậu quá ha. Ừ. Thì bữa nay trời mưa mưa vậy mình trồng chắc tốt lắm á. Thì cái đậu đũa này á mình ươm hộp các bạn được hơn tuần rồi, thì nay mình trồng xuống. Mình bỏ trong nhà kính cũng hơi lạnh lạnh ha. Cái này trồng hết cái đậu đũa, đậu que ở đây luôn các bạn. Rồi bà xã quyết định trồng cái hai dưa hoàng kim ở chỗ này luôn. Thì cho năm nay là cái vàng này kêu bằng là chật nứt luôn á. Thì trước khi trồng á, tại vì đậu que thì nó lâu đó, cho nên mình bỏ xíu xíu bột miêu vô. Thì bây giờ ở đây á, là hiện tại bây giờ là 12 độ, nhưng mà buổi tối xuống còn 7 độ thì mình trồng đậu que được nha các bạn. Thì lúc này ở Vancouver cũng bắt đầu ấm rồi các bạn. Nhưng mà tuần này thì trời mưa liên tục. Nếu mà cái chỗ các bạn còn hơi lạnh vào buổi tối á, thì nếu mình trồng sớm thì buổi tối mình chịu khó mình lấy cái gì á, mình đậy lại. Mình mua mấy cái đồ đậy ở tiệm đồng các bạn, cũng rẻ, nó có nhiều kích cỡ lắm. Thì chút xíu nữa mình chia sẻ cái đầu đậy đó mình mua ở đồng tiệm đồng hả em? Dạ tiệm đồng, mà mình mua cái loại lớn thì 2,50 đồng một cái, còn nếu mà các bạn mua loại nhỏ thì 2,50 đồng thì 6 cái, hoặc là có cái loại đồng cái nữa các bạn, nói chung nó có nhiều kích cỡ tùy theo mình lựa chọn. Thì cái cây của bạn nó cái cỡ bao lớn thì mình mua cái loại bao lớn, thì cái thường thường cái loại cây nhỏ này thì mình mua cái loại nhỏ được rồi. Dạ. Mà nó cũng cao ha, khi mà nó lớn lên một chút xíu nó vẫn không đụng. Nhưng mà của mình này tối mình cần đậy không anh? Lúc này thì mình không cần đậy. Nếu mà các bạn mà dưới 7 độ hay gì đó thì các bạn đậy lại. Nếu mà mình xiên thì mình đậy lại nó cũng tốt chứ không gì. Nhưng mà anh nghĩ 7 độ ban đêm thì trồng đậu que nó không chết đâu. Dạ, nhưng mà cái này thì trước khi mình trồng đó các bạn nếu mà các bạn nào mà để cái những cái đậu que mà mình đổi đậu bún này mà mình ươm ở trong nhà đó thì nó chưa có quen với cái thời tiết ở bên ngoài, thì ban ngày đó các bạn đem ra ngoài cho nó quen dần từ từ rồi mình thả trồng các bạn. Chứ tự nhiên đang trong nhà ấm quá đó, cái mình đem ra ngoài liền á thì nó bị sốc thời tiết. Đúng rồi, khi mình cũng như là có kinh nghiệm rồi ha. Dạ. Là khi mà mình ươm cái đậu đũa này á, lần đầu tiên á ươm rất là tốt luôn ở trong nhà đó các bạn, có đèn rồi, nhưng mà đem ra ngoài bỏ vô nhà kính luôn á, đêm thì nó lạnh, ban ngày thì nó nóng, cái nó sốc đó các bạn. Mặc dù đem ra rất là tốt, cái chừng 2-3 ngày sau cái nó bị vàng lá, cháy lá hết trơn à? Ừ, nó cháy, nó bắt đầu nó chết. Cho nên cái lần này là thứ hai mình bà xã mình ươm lại. Cho nên mình ươm lại cái lần trước mình ươm là nó rất là tốt luôn, mà mình đem ra thì nó bị sốc nè các bạn. Mình còn lại có một cây nè.
Dạ, cao chồng nhồng à. Dạ, thì bây giờ mình... Cây miễu đầu làng vậy đó. Cái này là đợt 2 rồi. Cây tre đầu làng, giống như cây miễu đầu làng. Thì đợt 2 này á, lúc mà mình ươm á, thì trong nhà kính của mình á, thì mình bỏ trong nhà kính mình ươm lên luôn. Mình ngâm hột xong rồi, nó nứt bọng rồi mình đem lên đó mình ươm luôn. Cho nên nó quen với thời tiết. Thì hôm nay á, thì cũng nói chung là lạnh nhất á, là vẫn là 5-6 độ à. Anh hả? Ban đêm. Bỏ bao nhiêu em? Dạ. À, thì các bạn thấy ha, chỗ này hai vợ chồng mình trồng, nhét cái củ cải bên ngoài, đậu que thì với đậu đũa thì ở bên trong. Thì đậu đũa thì với đậu que thì nó cho lên cái vàng năm sao của Thulamon. Dạ, mà các bạn biết không, hôm nay thì ông xã mình đổ rất là nhiều cái phân hữu cơ ở dưới đây. Thì những cái loại mà rác nhà bếp đó, thì ông xã mình đổ chôn dưới đây rất là nhiều các bạn. Hôm nay rồi thì nói chung nó cũng phân hủy lần lần. Thì các bạn theo dõi video của hai vợ chồng mình thường xuyên thì mỗi khi trồng xuống hay gì đó, mình nói sơ một chút về phân, hay là mình có phân hữu cơ tại chỗ đó mình bỏ xuống trước khi mình trồng lên. Thì hai đó trong nhà mình lúc nào có rác thì mình đem ra cái mình chôn xuống liền các bạn. Như các bạn thấy mấy cái cây bắp cải ở đó đó, thì mình cũng chôn ở gần gốc đó những cái rác nhà bếp, xương, mình nấu súp đó, hay là vỏ tôm, mình chôn ở đó rất là nhiều. Hoặc là đầu cá đó các bạn, đầu cá thì mình sợ nó hôi á, thì mình nấu lên cho nó chín rồi mình nguội cái mình bỏ xuống. Có nhầm khi mình chôn nó sát mặt á, có chuột rồi nó hay bươi các bạn. Nhưng mà không, năm này mình không thấy chuột nữa. Anh biết tại sao không? Chắc mình trồng tỏi phải không? Dạ, yeah, em nghĩ vậy. Để mai mốt mình sẽ làm cái video chia sẻ cái cách diệt chuột của mình. Đơn giản mà không tốn kém. Thấy, ông không thấy chuột nó bò nữa. Dạ. Yeah. Với lại, hồi mấy năm trước các bạn, trước khi mình trồng tỏi á, chuột nó chui vô nhà kính. Mà nó không có chui bằng cái cổng chánh các bạn. Nó đào hang, nó chui vô. Nhưng mà năm này không thấy nó đào hang nữa. À đúng rồi. Ừ. Năm này thì... tỏi mình trồng xung quanh là cũng như là dạng lý trường thành vậy đó, chuột nó chui vô không được. Nó sợ ha, sợ cái mùi đó. Nó sợ chứ không phải là chui vô không được. À, nó sợ cái mùi đó. À, thì ở chỗ này mà trồng 4-5 thứ. Đậu đũa, đậu que, đậu đũa thì có 3 loại màu. Đó, trồng hết cái đậu đũa chỗ này thì nhét 4 sợi dây hoàng kim vô nữa hai em. Chắc em nghĩ 2 thôi quá. Hay là mình trồng trong chậu bớt. Dạ, yeah, chắc em trồng trong chậu bớt. Để mốt thì có chỗ nào đó thì em sẽ cho nó bò. Hay là có thể em mua cái đồ mà cho cà chua á anh. Em trồng nó luôn. Wow, cái cải, củ cải trắng mình trồng nó cũng rất là tốt rồi không? À, bắt đầu nó phát rồi. À. Nghĩ trồng đen cây nữa không? À, được rồi, trời cho đó không. Hay là tại em lấy cái cây củ cải trắng ở bên ngoài đó, nó sát có con cây sát quá đó. Ồ, cây này hồi bữa mà tính bỏ thì phải à. Mà nó lên luôn rồi, tội nghiệp ghê á. Mấy cái nào nó bỏ vậy mà em muốn nó lên mạnh mẽ lắm. Bị hất hủi à. Rồi xong thì còn mớ nè, mình trồng qua mé bên kia luôn. À, trồng xong nhìn đẹp anh. Đẹp. Tại nó đều á. Rồi các bạn. Thì mấy cái này trồng được cũng gần tuần ha. Thì thấy bắt đầu nó phát rồi. Bữa nay trời hồi sáng thì nó mưa lúc nghỉ. Bây giờ thì ở trên bầu trời vẫn còn đen kịt nè các bạn. Nhưng mà nó có lộ mặt trời ra, nó sáng sáng một chút. Nhưng mà em muốn trời mưa á. Anh nghe thấy trời mưa cái cây nó ở ngoài đây nó tốt lên ha. Dạ. Mình muốn trời mưa cho mấy cái rau mình mới trồng các bạn, cho nó không bị mất sức. Mặc dù vậy không có mặt trời nhưng mà bữa nay cảm thấy nó không có lạnh em. Nhưng mấy bữa kia mà trời nắng lên á, có nắng á, thì nó ấm. Nhưng mà khi mặt trời nó lạnh vô, cái gió nó thổi lạnh lắm.
Nhưng mà bữa nay cảm giác không có lạnh. Nhưng mà buổi tối hồi hôm em ra cũng không lạnh anh à. Hình như cái khi mà trời mà nó mưa mưa đó, cái áp sức nó thấp á, cho nên mình cảm giác nó không có lạnh. Đúng rồi. Đó, để coi mai mốt cái những cái đậu đũa đậu que này nó bò lên cái dạng năm sao của ông Solomon như thế nào. Đó, đây là lần đầu tiên thôi, chưa biết nó có thích cái dạng này không nữa. Nó thích thì nó thích rồi, nó thích nó bò, nhưng mà nó không biết là nó thích mà nó giống như là nó có trái không các bạn. Thì thôi ông xã, anh nói nó thích nó bò rồi nó phải ra trái nhiều, đó là nó bị thích không? Thì em nghĩ nó thích nó bò, nhưng mà trái hay không thì phải hên xui. Thì cái dư hoàng kim này mình ươm chắc cũng khoảng tháng rồi đó, nhưng mà không có chỗ trồng cho nên mình cứ để ở trong nhà kính hôm nay nè. Thì bây giờ mình trồng đây luôn. Cái đó là một dây hay hai dây á em? Hai dây em trồng đây luôn rồi. Chung luôn hả? Chung luôn, không sao đâu, mình chúc anh cột lại cho em là được rồi. Em gặm cái cây anh có mua cái dòng đó. À. Lát mình ra mình cột vô là mình chia sẻ cho các bạn mua ở đâu ha. Mình mua trên Amazon thì nó có mười mấy đồng mà tới 200 cái vậy các bạn. Các bạn mà trồng cái loại những cái dây leo đó rất là tiện lợi. Mà xài hoài luôn á, không có bỏ các bạn, không phải là xài một lần. Thì cái dây này khỏe mạnh thì thôi mình trồng đó, còn cái dây này nó xấu xí, ông xã không có cho trồng ở đây thì thôi mình trồng chậu các bạn. Biết sao trồng chậu không? Tại trời còn hơi lạnh cho nên mình trồng vô chậu á, đặng mình đem vô nhà kính. Mà nó, mình không, nếu mà nó có chết thì nó có mình trồng cái khác. Đúng rồi, không phải nó có, tại vì trong nhà kính còn hơi lạnh á, mình dưỡng nó, mà nếu nó có chết á thì thôi không trồng nữa, hai dây đủ rồi. Thì ở ngoài kia thì cái dây đó nó tốt hơn ha, cho nó leo lên. Dạ, thì cái dây đó thì em nghĩ tối chắc mình cũng phải đậy lại á. Đó các bạn, mình dê xe xa ra thì các bạn thấy cái vàng đậu que năm sao của mình ha. Theo nãy giờ anh nói năm sao nhiều quá ha. Năm sao, không biết mấy sao, tới ngày đòi năm sao vàng mà cũng có sao đó. Xong các bạn, cái dây này nó ốm nhôm, ốm. Thiệt là ốm luôn mà nó bò vậy thằng Lon à. Xong rồi. Xong rồi. Bây giờ dọn không? Trồng xong mình tưới sương vậy cái, mà chút qua trời mưa. Nhưng mà tưới cho nó mát cái đi. Tưới sơ sơ thôi, tại tối nay trời mưa cũng lớn lắm. Dạ. Mưa nguyên ngày luôn. Thì cái này nè các bạn, ông xã mình bữa mua cái này nè, để dành cột những cái dây leo đó. Cái này rất là tiện. Khi mà các bạn cột dây cho những cái dây leo thì cái này nó gài vô cái sợi dây luôn, nó không bị tuột. Nếu mà có tre thì như lên cọng kẽm vậy các bạn, thì các bạn cứ làm xung quanh vòng tròn cái kẽm được rồi. Nếu mà sợi dây á, thì các bạn có thể bấm vô sợi dây, nó dính vô sợi dây luôn ha, rồi cái, nó vòng tròn qua cái sợi dây leo, cái những cái cây dây leo của các bạn. Thì cái này nó rất là rẻ, 200 cái mà nó có mười mấy đồng ở trên Amazon. Dạ chứ thường mình mua cái đồ kẹp ở tiệm đồng nó hay bị bung lắm. Hay bị bung. Dạ. Cái này nó chỉ có cái phá đó các bạn. Mình mở ra mình xài lại được. Mình xài lại được, xài rất là nhiều lần. Còn cái này thì mình nói cái đầu đậy mà mình mua tiệm đồng nè các bạn. Cái này thì mình mua là 2 đồng rưỡi thì nó bự. Còn cái này là 6 cái là 2 đồng rưỡi. Cái này là nhỏ. Còn có cái giống dày mà nó nhỏ hơn thì là 1 đồng rưỡi. Nhiều giá. Thì nó có nhiều cái size ha các bạn. Thì cái này là cái dư hoàng kim của mình. Nó mình mới trồng cho nên cưng cưng chút các bạn. Thì tối mình đậy lại, đậy chắc cũng vài bữa, khi nào mà nó quen dần với thời tiết thì mình dỡ ra. Còn cái này thì các bạn có thể mua mình đậy đậu que nè, cũng được nè ha. Nhưng mà cái đậu que của mình thì không cần có đậy nữa các bạn. Dạ, thì cái này đậu que hay đậu đũa thì không cần đậy nữa. Hôm bữa mình mới trồng cái đậu que đó thì mình cũng đậy mấy ngày, nhưng mà mấy ngày sau thì nó khỏe rồi, mình không cần đậy nữa. Thì nó lên rất là tốt nè các bạn, cái này là mình trồng cũng một tuần hả em? Bữa mình trồng hồi chủ nhật tuần... từng rồi, đúng tuần luôn các đúng bạn ha. Các bạn. Thì cái này là mình không có đậy nữa đó các bạn. Mình không đậy nữa. Còn cái này đậu đũa thì hôm nay thì tối giờ khoảng 6-7 độ thì mình cũng không đậy luôn các bạn. Tại vì mình đã đem ra nhà kính lúc mà mình mới ươm luôn rồi cho nên nó quen dần với thời tiết. Mặc dù trong nhà kính đi chăng nữa thì nó đỡ lạnh hơn bên ngoài chút thôi chứ nó cũng rất là lạnh ha.
cho nên trồng như vậy cũng được rồi. Thì mấy cái đậu đậy đó các bạn có thể mua ở trong tiệm Một Đồng hay là trên Amazon, nếu mà mình tìm có cái link ở trên Amazon thì mình để dưới cho các bạn. Dạ, thương nhưng mà Amazon thì em nghĩ chắc giá của nó sẽ mắc hơn là cái giá của cái tiệm đồng. Thường thường tiệm đồng lúc nào nó cũng rẻ hơn. Cũng rẻ hơn, nhưng mà cái đò mà cho dây leo á thì ở trên Amazon rất là rẻ ha các bạn. Thì mình chỉ thấy nó bán trên Amazon thôi. Dạ thì bữa nay hai vợ chồng mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái thời tiết nào với thời điểm nào thì mình có thể trồng đậu đũa được, để mà để mình có một cái vàng đậu đũa triệu trái ha các bạn. Thì mình trồng sớm như vậy á, thì mai mốt á, nó khi mà trời ấm lên á, thì nó đã có rễ sẵn rồi thì nó sẽ phát triển lên rất là nhanh, lúc đó nó bò nhanh và nó sẽ có trái kéo được cái thời gian á, tại vì ở đây trời lạnh cho nên là nó không có nhiều thời gian để ra trái. Mình muốn tận dụng cái thời gian để ra trái nhiều hơn. Đúng rồi các bạn, thì nói chung á thì hai vợ chồng mình canh dự báo thời tiết á, nếu mà ban đêm khoảng 7 độ trở lên là mình bắt đầu mình trồng được rồi. Dạ thì mình tranh thủ trồng những cái nào mà nó chịu lạnh, tại vì mình cũng trồng cũng rất là nhiều lần, nhiều năm rồi, thì mình thấy có những cái nào mà nó chịu lạnh được thì mình tranh thủ trồng sớm, còn những nào ấy thì mình chưa trồng. Nói chung là ở Canada thì mình xài 7 độ C ha các bạn, độ C chứ không phải độ F. Dạ thì có nhiều bạn kêu mình dùng độ F đi nhưng mà mình không quen. Ở đây thì đa số người ta cũng dùng độ C à. Tại vì ở Canada là xài metric system các bạn, cho nên ở bên Mỹ thì xài inch feet. Nhưng mà ở đây thì mình đo lường á, thì mình xài inch feet. Thật ra thì cũng xài mét hay là centimet hay là km. Nhưng mà ở đây thường vô trong Home Depot là về xài inch feet. Nhưng mà nói về độ thì độ C. Dạ. Thì thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye các bạn. Anh phải đem cái cây dưa hoàng kim ẹo ủ của em vô nhà kính. Ok, để lát mình vô mình ăn trưa xong rồi cái mình bưng nó vô. Ok. Bye bye các bạn.